Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J. Grady. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ mình cho các bạn 2 giây các bạn bình luận cho mình biết là cái nhân vật màu đỏ đỏ này nè các bạn là ở trong bộ phim gì nha các bạn nha. Khả năng cao là 90% anh em trên coi trên kênh của mình đều có thể trả lời được. Đây chính là nhân vật chữ A ở trong bộ phim Alphabet Lore đúng không? Và cũng là 90% anh em đó là những người xem chùa đó các bạn. Trời ơi, YouTube thông báo cho mình là hiện tại kênh của mình có 90% anh em xem chùa luôn các bạn ơi. Vì vậy là ngay bây giờ các bạn đừng quên nhớ bấm nút like ủng hộ cho video của mình để chứng tỏ cho mình biết các bạn không phải là những người xem chùa nha. Còn những bạn nào lần tìm kênh của mình luôn á thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới luôn nha các bạn. Thì ngày hôm nay nhân vật chữ A, nhân vật chữ F, ở bên đây nữa là nhân vật chữ B và chữ C đang sợ một cái nhân vật khá là mạnh các bạn à. Đó chính là nhân vật chữ Y hả anh Jay? Không có đâu. Đây là số 1 nha các bạn nha, Number Lore. Thì lúc trước là chúng ta đã biết được là có những cái con chữ cái như thế này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được mở khóa là những con số nha các bạn. Chữ cái thì nó chỉ có giới hạn là 20 mấy chữ cái, Tâm hình như là 26 chữ cái thì phải, mình không nhớ rành lắm cái này nha các bạn nha, thông cảm với mình nha. Nhưng mà con số thì nhiều lắm các bạn ơi, con số là có tới cả tỷ số nữa các bạn. Và hôm nay chúng sẽ được nhau cùng với các bạn đi gặp những con số và để coi coi là con số nó làm cái gì mà khiến cho những cái nhân vật chữ A, chữ F, chữ B, chữ C phải run sợ như vậy nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video luôn nha các bạn. Let's go baby. jgrayroblog.com, sống ngạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Ok và các bạn à, video ngày hôm nay mình sẽ coi trên kênh là Mike Salcedo vậy nè các bạn. Kênh này thì là đã có được 1.120.000 người đăng ký nha các bạn nha. Ngay bây giờ thì mình sẽ đăng ký kênh cho cái anh này luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên để qua để cái kênh hộ cho anh ấy nha các bạn. Ngày xưa là anh làm về Alphabet Lore nè, cách đây là 4 tháng trước season 1 ở đâu. Tôi tính là phải làm lâu hơn rồi đó. Nhưng mà cái này chắc là anh đăng lại bản full nha các bạn nha. Mình thì chưa reaction này cho các bạn coi bao giờ luôn. Nếu mà bạn muốn thì mình sẽ reaction sau. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction về cái mới nhất của anh, đó chính là Number Lore nha các bạn. Let's go baby. Ok các bạn ơi, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Cái gì đấy? Wait a minute. Một cái con này nó màu vàng vàng nó mới vừa xuất hiện các bạn à. Và đó chính là con gì? Ui, từ từ để mình giảm nhỏ âm thanh lại xíu nha. Wow, nó chính là con ốc sên. Con này là con chữ Q á các bạn. Ủa đây có con chữ A nè, chữ B, chữ C, chữ D, chữ G, tùm lum tùm la nè các bạn. Có đầy đủ tất cả những con chữ cái luôn. Và ở đây là cái con chữ Q. Nhưng mà con chữ Q này nhìn độc lạ bình dương thế. Hình như nó là một con gấu bông. Oh, ok mình đang phải còn quảng cáo. Ok các bạn à. Rồi vô coi đi. Ồ vô 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 các bạn ơi, đây là vô rồi nè. Cái này nó ghi là file x, có nghĩa là tìm x nha các bạn nha. Các bạn đi học là các bạn cũng hay làm toán là các bạn cũng hay gọi là tìm x y z rồi cái kiểu đó các bạn. À, ví dụ như là Thắng đi học, Thắng đi xe đạp với vận tốc là 90 cây số trong 1 giờ. Hỏi thời gian Thắng đi học bao nhiêu, tìm x vận tốc. À, kiểu vậy nha các bạn. Oh, x phao đã tìm thấy x rồi. Ủa cái này đâu phải chữ X đâu, đây là chữ Z mà. Ở đây là X nè. Đây là cái thằng số 1 nữa các bạn ơi. Oh my god. Hình như là nó tới cái thế giới có chữ Z các bạn à. Và trong thế giới chữ Z là có cái thằng chữ X nha các bạn nha. Và ở đây các bạn đang thấy là có con chữ F và con chữ N phải không? Ồ hình như là hai đứa này là ở tập ngày xưa là tụi nó thân thiết lại với nhau hay sao á. Ok cái này mình chưa xem lắm. Con chữ Quy nè. Đang nhìn thấy. Ê mà khoan, nhìn cái này nó giống như là cái máy tính. Những bạn nào mà kiểu đi học mà xài máy tính rồi là sẽ bị hiểu nha các bạn nha. Nhìn nó giống máy tính lắm luôn á. Không biết có phải cái máy tính không mà hình như là cái máy tính á. Nó đang đâm xuống chỗ của mấy con ABC nè. Và con chữ Quy nó đang tới để báo động các bạn ơi. Ok, nó đang đi tới để báo động các bạn. Cái gì vậy? Wait a minute. Ủa sao nó đi tùm lum vậy đây? Wait a minute, đi đây. Trời, nó đi thành hình tam giác luôn các bạn. Cái con chữ Quy này chắc mình nghĩ là nó phải đổi tên nó đi. Nó phải đổi tên nó là Zoro bù đường các bạn à. Nó y chang Zoro luôn, nó vẽ lên tam giác luôn kìa. Ok nó tới chữ M, chữ Y rồi nè. À anh em ơi, có cái phi tàu đang tới kìa. Tụi tao thấy rồi. Ui nó tới thiệt luôn các bạn. Wow, phi tàu bự dữ. Ô phi tàu có một cái nút nó bị đứt luôn rồi nè các bạn ơi. Rồi ghê. Wow, thằng số 1 One à, số 1 ra kêu chữ One để mình tăng tiếng đo lại xưa. Số 1 ra nó kêu chữ One à. Thôi nó đi như nó hai cái bông vậy các bạn. Wow, nó có cái cặp mắt kiến rồi, nhìn đẹp dữ ta, nhìn giống như là cái ông gì ở trong bộ phim Goku á, mình quên này. Ấy 0101100001010001 hả? Cái này là chữ Q. Tìm chữ X đi. Đây chữ X là 01011000. Hình như cái này nó giống như là số nhị phân, số mô, số gì á các bạn ơi, không biết có phải không nữa. Ô nó tìm mình chết rồi nè, nó khoái rồi nè. Ủa là sao? Là thằng đó là nó thích chữ X hay gì ta? Cái mặt của nó các bạn. Rồi chị sẽ ra đây. Chị My đang tới. Ê, chị My đang dùng tuyệt chiêu gì đây không biết nữa. Wow, hình như là của chú em mợ thì phải. Wow, một cú đấm của anh cơ bắp. Ê, sức mạnh đỉnh cao. Wow, chị Ít phân thân ra, chị mờ đấm liên tục. Mày hả con? Ôi cao thủ cao lắm. Let's go. Gì mà đã vậy? Mở cửa ra cho mày về nhà luôn. Về nhà đi mày. Về lẹ. Nó kêu quên thay cho tôi đi hả? Ồ có vẻ là nó biết điều rồi các bạn ơi. Nó bị mấy anh này quýnh gì quá nó biết điều rồi. Ê mà công nhận rồi, chú Ít nhìn giống như ninja các bạn ơi. Wow, làm gì đấy? Ôi lên phi thuyền rồi cái nó láo các bạn. Hồi nãy nó ở dưới phi thuyền rồi nó không láo, mà giờ nó lên phi thuyền rồi nó đúng láo luôn. Nó mặc như là Mình sao, tụi mình sao. Ủa làm gì vậy? Ô cái nút có khả năng bắt người. Trời, người ngoài hành tinh. Cái gì đây? Oh my god, hình như nó đang muốn lấy cái gì đó, đang muốn lấy viên đá. Sao cái này, cái khung cảnh này giống như là bộ phim quen vậy ta, bộ phim gì của Marvel vậy ta. Lấy viên đá Infinity War ơi. Đúng phải không ta? Ừ đúng rồi nó đó. Wow, đây chính là cái viên đá có thể nhân đôi được hai đứa. Let's go. Ui nếu như vậy nó có thể nhân đôi cái ngàn coi được luôn các bạn. Và mình nhìn thấy là cái anh màu đỏ chữ M á các bạn, ảnh cũng có một viên đá đây. Cái gì đây? Đây nè, ảnh cũng có một viên đá đây luôn các bạn ơi. Vậy phim này là cũng có mấy viên đá vô cực. Ok. Cái gì vậy? Cái nút bị bấm sao nó bị mềm vậy? Wait a minute. Hai thằng này nó bấm nút xong rồi nó nhìn nhau vậy nè. Hai thằng này nó hơi gầy vậy các bạn nha. Ý là mình đang nói nó hơi ốm, giống như mình ốm nhôm nhắc nè các bạn ơi. Thế là các bạn xem video của mình đó, ví dụ mà nó có từ 5-6 giờ quảng cáo các bạn coi nhớ ủng hộ cho anh J, có tiền anh J mua sữa uống nha mày, chứ anh J ốm nhôm mà anh J còn bệnh nữa nè. Thấy không? Bệnh hoài không hết luôn các bạn. Ôi, cái nút nó bị cái gì kìa? Đó chính là do anh em mờ làm chuyện đó. Anh em mờ có bờ mông quyến rũ thì cái chứ. Anh em mờ đang kéo nó lại rồi các bạn. Làm gì đây? Bây giờ nó làm gì đây? Nó vô một cái cỗ máy. 1 + 1 = 2 phải không? Let's go, đúng luôn. 2. Con số 2 đó có cái mũi dài như là cái dao vậy các bạn. Ui trời ơi, ghê chưa? Chữ Y đã chết. Bây giờ chữ My tới lỡ đạn. Chữ My đang thổi ra các bạn. Ghê ơi. Coi nó có tiền chiêu bắn cái răng ra nữa, ảo thiệt chứ. Ghê vậy. Ủa chú Huy sẽ vô đỡ cho chuyện này phải không? Ui cái răng được bắn ra. Chú Huy sẽ chạy lại đỡ. Ui cái khung cảnh này nhìn quen quá các bạn à. Quen quá, để mình mở khung cảnh này cho các bạn coi. Nè bắt đầu 3, 2, 1 let's go. Ui Đó các bạn, chính là cái khung cảnh này, các bạn thấy có quen không? Để bây giờ quay lại video hồi nãy thôi, có phải vậy không nha? Rồi xem coi sao đây nè, chuẩn bị nè. Nó không đỡ được các bạn, coi thằng màu vàng nó bị quất lên người nè các bạn ơi. Cậu cái viên lá bị đứt rồi kìa. Ủa biết sao không? Tại vì á, cái con này là chữ Quy, đó là con ốc sên, nó chậm lắm. Con số 2 nó cười kìa, nó đi kìa các bạn ơi. Lão thì có chứ, nhưng nó cười đá thì có chứ. Rồi xong luôn. Ủa mà tại sao nó không lấy cái viên đá màu đỏ ta? Viên đá màu đỏ cũng là một viên đá mạnh mà. Nó chỉ lấy cái viên đá của chữ X thôi à các bạn ơi. Phần 3 to be continue các bạn. Ok các bạn ơi, thì anh này anh ghi là phần 3 to be continue, nhưng ngay bây giờ mình đã có phần 3 trong tay rồi các bạn à. Các bạn sẵn sàng muốn coi chưa? Muốn coi rồi thì ngay bây giờ bấm nút like đi chứ. Video của mình 90% anh em xem chùa là mình thấy mình hơi đau lòng mà các bạn à. Nhớ cho mình nhiều nút like nha, để chứng tỏ cho mình biết là các bạn không phải là người xem chùa. Bình luận phía dưới biết là anh chị ơi em bấm like rồi, em không phải là người xem chùa đâu, mình sẽ thả tim cho các bạn nha. Còn bây giờ thì tiếp tục qua phần 3 luôn nào các bạn. Ok các bạn ơi, và đây chính là tập 3 nha các bạn nha. Chữ A với chữ C đã xuất hiện. Đã thấy những chữ cái bị tấn công. Ngay bây giờ số 1 cộng số 2 là ra số mấy? Ra số 3 chứ còn số mấy nữa. Ê, ghê chưa? 3. Số 3 đi xuống đây. 3. Đấy, phần 4 to be continue các bạn à. Và thật ra thì cái này là do fan làm nha các bạn nha, chứ không phải là do chính gốc cái anh kia làm nha các bạn. Nó còn có meme này các bạn. Hết được ai. Và ngày hôm nay mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này á, đừng quên để cho mình một nút like nha. Nhưng mà nào lượt kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để cái kênh phía dưới nha các bạn. Những bạn nào ở bình luận phía dưới là em đã bấm like rồi, em phải là người xem chùa thì mình sẽ thả tim cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình bye bye. Yeah.